cái mặt lỡ chứ Thầm. Không, cái này lỡ chứ Thầm nó cười, bảo đảm có Hugo bạn ơi. Rồi chào tất cả các bạn nha. Hôm nay Đại Ca Lộc mình có bữa hai đứa lớn tắt ngủ sủ rồi, sáng giờ cũng bận chuyện nên bữa nay cũng bỏ. Và ba anh em mình cũng chuẩn bị đi ra cuốn lưới nè. Bên kia thì Missy nướng nương Missy. Hôm giặt lộn chứ mà cũ lắm hay sao, sáng nay bạn hai ba cái áo lạnh lắm hả trời. Trời ơi trời, trời này nắng Missy nương đó bạn, đó nắng cái quả đó, chuẩn bị mây đen kéo tới đùng đùng gì mà nó mình trời nắng. Còn đây là hồng cá chép, nãy giờ cho cá ăn á, nhưng mà không biết là cá nó ăn hay là nó ngủ không biết, không biết nữa. Cho cá ăn ngủ gì trời. Ừ, cá ăn ăn mình ngủ ngủ không trời, nó ăn xong rồi mình ăn xong. Thấy có ai mà làm việc giống như sướng như hồng cá chép không? Ừ, nó gãi hai ba gào cái nó lên giọng nó nằm ngủ, thứ gì chịu nổi nó. Mình cũng có một chuyện bạn, cũng mới lên tới bạn ơi, vừa tới luôn là đi thăm lưới luôn đó. Kia là lỗ chỉ thăm chuẩn bị giật máy quay chứ không phải giật, quay này nha, ảnh hạnh hạnh này nha. Ừ, gói để sát dữ ha. Ừ, chuyên nghiệp có khác, giật cái chạy liền. Và mời cả nhà theo ba anh em mình đi kéo Hugo nha. Hugo này sóng gió quá trời luôn bạn. Mình sáng giờ dặn bạn công việc ở dưới nhà đó nên lên hơi trễ, lỏng cũng đợi mình chút đỉnh rồi nè, đợi cuốn lưới. Gia đình siêu mẫu cũng mới xuống bến dưới á, đang cuốn dưới rồi. Hôm nay lỏng chia hai tay kiểu khúc á, trời thì xung quanh cũng đang chuyển mưa vậy. Missy nó nắng nó bả đó, trời đen thui gì mà nó nắng. Mấy tháng này á, mấy cô chú xem clip á thì nó không được, màn hình nó không được sáng, tại do vào dặn vào mùa mưa bạn, ẩm chờ thời tiết nó tối ngày âm u hoài à, không có nắng không. Ủa mấy cô chú xem xong thì ấn lạnh vậy. Mày nhăn cờ đỏ trước á, mấy gà mình cũng bị cảm. Bữa nay nó tiếng hay khang cái nhà thông cảm nha, cảm quá trời ho sổ mũi. Gặp rơi vào mấy cái tháng mà da trong gió cái này nó lâu hết bệnh luôn á. Bữa nay lão cho ông cười tươi như hoa, bảo đảm thế nào cũng có Hugo à. Trước khi đi cuốn lưới phải kéo quần lên mới có cá. Gì đâu mà như cái biển, bữa nay sóng quá trời sóng. Động mà. Ừ, biển động thiệt mà. Thấy đen cạnh chảnh nó kiểm như sao nữa nè. Tại rồi đó, tại đó, Hugo đang đợi phía trước kìa, lỗ chí Thăm ơi. Cái nào kéo gạch lên tán con Hugo 5kg ông la chúng đã thông hồng rồi. Hết gướng đàm liền. Gướng đàm nó tiếng càng càng khắp. Bể tiếng luôn. Ôi, vui mỏ luôn rồi. Hả? Vui mỏ, tốn trong vui rồi. Bữa nay thấy hình như ông văn hai lứ cũng ngủ à. Lứ ông bấy sấy mới dặn trước, ông đang tề ra đó. Ở đây đường đông đường đó Lộc. Vậy bữa nay tao tưởng nó mấy ông bổ lưới nha, nước chúng gồng chứ. Gồng đó, nước là chút xíu gồng còn gì nữa. Hồi hôm qua em nhớ là 11 giờ mới bổ mà. Lên mà. Bây giờ tao mới nói. Ơi. Chuẩn bị lên lưới bà con cô bác ơi. Hugo đang dính dưới đang đợi lỗ chứ thăm gỡ. Thăm lưới giống như ở ngoài biển gì đó. Nước ngọt không phải nước mặn đâu trời. Nó hơi ồ cái nhà thông cảm nha, giờ gió quá trời gió. À, lử lên rồi. Tay lưới tắt ba trước lưới cũ. Cái lưới cũ này thấy cái gì cũng lâu như bờ mấy con bự bự không ạ. Chút bờ luôn nữa bây giờ nè. Trời ơi, gạch neo không kìa má, không lụm đá xanh trên mặt kè không làm gạch neo luôn. Sợ không thiệt chứ. Sống chỗ này mà cuốn lưới nó khó khăn, nó lụp chụp lắm.
gặp lại vậy kéo cái ghe nó ngược nữa, rồi sóng ngược nó dập nó nặng, cuốn tơ lưới nó nặng thì cái ghe kéo luôn cái ghe đi nữa, mới nặng. Bữa đó anh em mình văng nước giống gọng, văng con tiếng hồ, cuốn lưới cũng ngon ghê, cá dính nhiều ghê. Mà dòng bảo này biết cá nó có chịu đi ăn không đó. Cái gì bà xa hả? Bà xa bạn ơi, dính xác gì phao bà đê hả? Cá ba thì mới chịu à. Bà đê sao dọn này, dạo này cá này dính dữ ta. Bà đê nhìn cái mình nó kìa, ba thì bằng bông lam nuôi á, ra sông này giờ nhìn nó không phải bông lam mà không phải ba sa mà cũng không phải cá hú. Ôi, ba đê vô con đầu tiên bó mang gủng rồi. Mang cá đó dính tàu là gì phao mà ít nào đi nữa mài sát bắt dính gì chị đó. Quá trời gió gù bà cậu ơi, lúc mà nói sĩ tùng mà không thấy cá, mà lúc không con cá nó dính thì ông nghe không nghe, ông lật nói sĩ tùng. Chính xác dùm tao thấy sĩ tùng thì mới ghê chứ. Mấy cá dạo này không biết có đâu sao giữ thằng ngon nữa, nó mùa có lúc là kiếm con không ra đó, mà mấy cá đang ngon lắm. Nó hơi ồ, cả nhà thông cảm dùm clip này quá trời gió, những ngày mưa bão cái này mà quay phim cuốn lưới ai cũng vậy chứ cũng khó khăn lắm. Mấy cô chú xem clip cũng vậy cũng hơi lụp chụp. Nó không được bài bản cho lắm, cả nhà thông cảm. Một cái tùng lưới rồi nó phơi ra vậy nè, cá dính coi hấp dẫn. Làm con cá sủ bà cậu ơi, cá sủ có giá trị cao hơn. Mấy cá nó về chủ yếu mấy anh em mình đây ăn thôi chứ làm gì mà ăn cá ba đê á. Cá bán bùn khó khăn lắm. Với lại nó ngủm của tỏi nữa sao bán. Ở đây nó mang cá mà cá ngủm nó khó bán lắm, chỉ có cá sủ ngủm là dễ bán nhất. Còn mấy loại cá kia ngủm nó không ai mua chứ. Mấy cái bạn lục bình nhỏ không dính lưới khó chịu chết. Nãy vậy thôi, chưa thấy mang ngủm cá sủ là gì ta. Giăng lưới là chủ yếu bắt cá sỉu mà. Từ từ gì hơn 100 mét là đại ca lọc ơi. Biết rồi luôn à. Ông cuốn hết tà lưới này, ông nói từ từ tới tà lưới thứ hai. Nếu có là đâm lạch này rồi đó đại ca lọc ơi. Nếu đúng nước cá sủ. Thăm nãy giờ nó chỉ chờ đợi gỡ cá sủ thôi mà chưa thấy cá kìa. Thu tà lưới gì đâu mà con một à. Hôm nó đỡ hơn hôm bữa anh em mình đi có tà lưới có con nào đâu. Con gà không có mà. Ít gà này cũng được con 3D về nấu cơm chua. Rồi hả? À. Giờ chuẩn bị chưa mày, chuẩn bị nấu cơm chưa. Đã tốn tiền đi chợ. Hai lục bình lên có sẵn là dứt liền luôn. Thử. Kết thúc tài lưu đầu tiên. Uống gì phao không gió đạp xuống tài lưới thứ hai luôn, khỏi cần chạy luôn. Tài lưới thứ hai, tài lưới thứ nhất lại bết bát các bạn ơi, được có con cá ba đê à. Cá cá hồng lao nuôi à. Giờ mấy anh em mình giờ chuẩn bị tiến thẳng lại tài lưới thứ hai đây, hy vọng tài lưới thứ hai này gỡ ghẻ lại. Tài lưới đầu tiên này bết bát quá. Rồi hy vọng đặt vào tài lưới thứ hai được ăn cả ngã về không. Dạ bên em mình chạy thẳng vô tà lưới thứ hai mà ở bên trong cũng ngược ra. Cứ bên này gió xuôi đập vô cũng cuốn được. Thôi chứ đập. Cái này lỡ chúng ta mới cười tươi như qua vậy mà có cá thiệt tình. Trời. Ông tà lưới thứ hai này có mà. Thời gian hai tay thắt tay chà chúng tay chứ.
còn lâu lâu cũng xô xẻo hai tay chất quất. Lưới ông ngủ mà. Tà lưới này đẹp nè, thấy không? Màn hai cảnh một bắt đầu. Phải thời lên Xuân Quỳnh, phải thời là gọi là gì Lâm? Biết đâu. Ở nhà tự massage nè. Tà lưới thứ hai này quyết định nè. Mày phải tự tin lên thăm ơi, tà lưới thứ hai này thăm ơi. Tà lưới thứ hai này thấy không? Cước sáng cá đâm lưới gồng gồng cho coi, dễ đâm lưới. Thứ này lưới cấp tư bạn. Đó, vô ba xa gì đó. Ủa mở hàng ba xa ta ơi. Lưới cấp tư. Hả? Ba xa này ba xa gần kia mà ông nội. Ba xa gặt kim mà chứ phải 3D đâu như nãy đâu. À nè, ta lưới này lưới ba xa gặt hả nè. Đang quặng dính hai ba con à. Cái ba xa này thường nó đi lan, mà đi lan thì cũng thường hai ba con. Còn chụp ổ là lên nùi nùi đó, nếu không trúng ổ. Này ra nước này đa số đi lan bạn ơi, kiếm con hai con ba con vậy đó, ba xa. Ủa, con đó cũng chỉ 7 chỉ 8 được à. Có tôi nữa hả? Ngon lành. Chó gì. Ủa sao không đủ. Chà bá lửa. Đã thiệt. Nếu bà xa này về nấu chua ăn thôi khỏi chê. Nói gì mỡ. Mỡ không. Mỡ không. Ăn mập chưa. Ăn mập không. Mập chưa. Tao có ăn mỡ cái lượng ngon mấy ngay mà mày chê. Cái lượng ngon gì mà mày chê hả Thầm. Cái lượng nó không có ngon mà tao lại ngon. Mà ăn mà không chịu dục cái lượng đi. Quá trời mà sao bạn ơi. Đã kìa. Mở kéo lưới lên lụm hàng rồi. Ngỡ hả? Ngỡ. Gì chịu nổi ổng. Kéo quần lên là có cá liền. Gồng lại gồng lại. Có động lực rồi ha. Ba nay mình đặt hết mọi hy vọng vào tà lưới này mà đường kia chặt phải đường này phải trúng chứ. Nước đục mấy con cá già trần đa số đi tặng sát trên phao không diện phao đâm trên đó không tâm nãy giờ không biết gỡ cá là gì luôn. Nó là xa nhỏ lọt lưới để lại mệt nhất không. Mấy cá khoảng đầu 700-800 gram mấy cái lưới tắc tư là lọt tóc chứ. Để lại nhất đóng nhất con lưới. Để biết ờ lưới này tao qua tao lội qua đó. Đàng hoàng còn con hai con nữa giờ chưa thấy mặt mũi cái sủ bạn. Bóng đúng nước nó đâm sao kìa. Sóng gió quá nó đi. Nãy giờ dính hai con cá rồi cá dây chân mà. Dính cá xa đó mình cũng hơi giật bệnh nghĩ chưa có cá ai ngờ đâu kéo lên lụm nữa rồi. Kéo theo giật bệnh luôn. Điểm này có ba xa qua xa cối kỳ nè. Làm con nữa các bà cậu ơi. Có động lực rồi. Có cá là sẽ có động lực à. Phùng lư le lử bự bự trong lọc khoát thích khoái ra khoái 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 ra. Thử thử. Đám tiệc tụm gà tiệc tùng đâu đám dỗ đâu nâu đầy tháng quá trời quá đất. Kiếm cá bán lấy tiền đi đám tiệc được chứ. Sóng gió giờ nổi còn hơn nãy nữa. Đứng đầu bớt gió là ai ngờ sóng còn hơn luôn.
làm con có phòng trào sao trời. Ừ, lau khỉa giùm con vậy đó. Hưng phấn lần là chiếc chén chén im ru rồi nữa. Nước này mà tí bóng dân câu đúng là chua à. Dòng bão này dân câu cá ít ăn ngồi lắm à. Đây dân câu à. Đó! Lỗ Chí Thâm ơi! Nãy giờ chờ đợi mỏi mòn mới thấy Lỗ Chí Thâm ơi! Lỗ Thâm bây giờ gỡ cá rồi đó bạn ơi. Tới lạch nó mà tại sao không thấy dính, giờ này mới thấy dính nè. Ực luôn quá ông, đực luôn mới chịu à. Đực này đực rất lội. Chết. Chừng tán cặp bố mẹ nó dưới thăm ơi. Có chừng bố mẹ đi sao nè, dính nè. Cá sủ gì nó dính sát mày sát gì chị. Nó không dám ngú đầu lên luôn. Cá này em giục cái chân chỗ nó nằm sao mới dính nó chứ. Thử. Thầm dính. Thầm cú lớn cá sủ dính mình nó. Kẻ đó đó. Rồi con này thầm thấy rồi bạn, con nãy thầm nó không thấy bạn ơi. Có động lực rồi, có động lực rồi. Đi lạch nó rồi. Còn thứ hai, sủ. Được. Cái nha. Con nãy con đực này con cá không? Hai con hẹn hò nhau đi chơi mời. Cỡ một. Vậy thì cũng sớm dữ ha. Nữ. Mỗi con nó khoảng 400 gram nửa ký. Nứa lú mày. Mấy con nó nứa lú nó mới dính lưới. Bạn nó đâu đâm lưới được, lọt lưới lọt lỗ lưới à. Hai con rồi. Mày chăn đặt cá rồi. Kệ bà cậu cho là hưởng không ơi, mừng lắm rồi đòi hỏi nữa. Lần này tán cặp Fugo nè. Còn 100m cuối cùng hả? 200m rồi, còn 100m cuối cùng, làm đến chuyện lớn rồi. Mọi hy vọng đặt vào 100m cuối cùng này đây đó kìa. Đến nước kìa Thăm ơi. Chỉ tụng nữa kìa. Để không? Thiệt không ba? Bự không? Thử. Chỉ tụng thiệt mà bự không? Bự. Tụi chỗ này cá điện nãy giờ kéo gần 100m không thấy chân về đến lục ba con rồi bạn. Sủ nữa. Vô lục luôn. Ten. Này ra lọc mà nói chỉ tụng đâu dưới nữa kìa. Hồi hộp qua cây cắn. Bố mẹ hay là mini đây? Quỳnh lên cái như các bạn coi. Cái cây quá hả? Đó nữa kìa, chị Tùng nó đó. Mino bạn ơi, cỡ một không à. Cái chuyện gì đang xảy ra? Lúc cuốn không thấy con nào, lúc nó dính dính vậy nè. Một chùm ở chỗ này không? Dính nguyên vậy nữa rồi. Dính nguyên vậy ở chỗ này. Này nó đi hẹn hò đi sạn gì á. Ừ. Thử. Thử vô. Được. Làm ăn được. 100.000 ký bở à. Ngày chăn lạch cá rồi. Mà cuốn lưới neo nó là vậy bạn. Nhiều lúc cuốn cái lưới 100-200m thấy cá mắm gì chân lúc dính vậy đó. Nhiều lúc anh em mình muốn cuốn cái lưới muốn buồn ngủ à. Nó dính cái đầu mắt nó chẳng chắn là liền à. Ừ. Dướng lên kiếm nhìn đợi đã cá rồi. Nhiều con nhiều đó thôi ba. Nó làm con chất lượng mà vô lọ cũng được chứ. Con độ nó cũng đang lên mà. Thời tới cản nổi mà. Thời tới là cản không giờ nổi. Bạn quản hốt con Hugo thiệt này chứ không phải chơi đâu. Sống kìa. Giờ qua lạch nó rồi bạn ơi. Mấy anh em mình cuốn lưới neo là vậy á. Nhiều khi cuốn lưới từ đây múc chỉ người ta kia kiếm con cá không ra luôn. Không thấy mặt mũi cá là gì.
lúc dính dính làm là vậy lia lịa mọi cá đó, cái hay mini nơi chứ phải con nào nó khoảng ký mấy ăn lên là gần 4-5 con thôi là bộn tiền rồi. Cá này bữa nay sao làm kỳ nhỏ mà nó lọt lưới ra mà cắn lưới không. Thử gần với lưới ông sao nào chắc hơn sao dính được 4 con. Mấy cá đó dằn lưới 8 là vừa luôn. Mà phải công nhận là ở đây cá sụ dễ bán, cá bự cá nhỏ cũng vậy, dễ bán lắm. Trong những loại cá là cá sụ này là dễ bán nhất. Mà giá trị lại cao nữa chứ. Cũng gần hết lưới rồi bà cậu, cho thêm con hai con nữa bà cậu ơi. Ăn trong gió nó không chịu đi. Vậy ăn 2-3 ngày mà trong gió này nó không đi ăn nó đói bụng á, trời ơi. Như... Đâu? Trời ơi trời. Mình nhìn viền phao dính vô gì trời. Lỗ chứ thông thôi là lỗ chứ thông. Vô bạn ơi. Mình đang nhìn nó viền phao tưởng đâu dính nó viền phao. Cái sủ dính vô tôi gì trời. Giật giật được nó nói cho nãy giờ 5 con này không cũng 2 ký à. Hả? Ê, từ từ thăm anh Lộc, để lên em kéo lên luôn, không lên luôn Lộc, lên luôn Lộc ơi. Từ thăm được không, từ thăm được nha. Mày dở hả? Gỗ gỗ quá đã bạn ơi. Được nghe, được nghe. Ủa con đó bộn điện rồi. Dính tốt cho nhiều vào. Ủa ngủ làm chiếu manh thiệt chứ. Gần hết lưới bạn ơi. Tốt rồi chót. Quá đã cả rồi. Mình nói từ đâu cá dính nhiều phao. Ai nhận cá năm nhìn kỳ không lên được, con có sụ đực chất lượng cao kìa. Ủa dính con cá đó bộn tiền rồi, vô lội rồi. Lưới tắt từ rút hơi chặt mặt kìa. Quá đã ăn cá là thầm ơi. Bởi vì nãy trước khi đi cuốn lưới nhìn lối thăm cười tươi như qua, biết bữa nay trúng mà. Vô rồi, vô rồi. Quá đã ăn cá. Chứ không dầm nghe hổm ha. Ừ, không phải như hổm không. Cá đó bộn tiền rồi, lưới tắt từ rút một chặt mặt. Đây tái cả người mừng quá đổ ly phê luôn. Nhìn tao thăm cầm thăm cầm thăm. Không thấy mặn Lộc ta. Không thấy mặn. Từ nha. Từ nha mày. Chấm vô. Rồi bắt bắt. Quả đã cái sụ đực tận dạng ống ánh rồi nè. Vô rồi vô rồi. Mừng thiệt. Cảm xúc khó diễn tả của tao lớn nãy giờ hai tay. Dính con đó mới hàng chất lượng, dân lưới neo ở đây là vậy. Cần tán con sụ đực thôi, bộn tiền rồi đó. Sụ đực cũng gầy giá cao lắm. Ủa, cái sụ đực nó vàng ống ánh. Vô, anh sao mà cậu thương tình với mấy anh em mình gần hết lớn rồi. Bữa nay gom lại không, nãy vậy đó. Chúng ra là bữa nay là trúng rồi đó. Cần tán con sụ đực đó thôi là chuyển bại thành thắng liền á. Gần tán con gà sủ mini 5 con cái gì bở gì con ba xa con 3D nữa chị. Phải công nhận đều là con lưới neo này cảm xúc nó lên xuống thất thường thiệt. Có lúc mấy anh em mình cứ tưởng là bể đầu rồi, bữa nay thất thu gần dính còn cái tự nhiên khác liền mà từ dưới đất lên tới cũng chăng luôn. Mừng mà cậu thương tình giống gió cuốn lưới cực khổ cho được con sổ đực cũng mừng. Đúng nhiều lúc có đúng như câu hay không bằng tên thiệt. Bữa nay chắc mấy anh em nghĩ chắc cũng đủ tiền chợ búa này nọ thôi chứ đâu nghĩ dính được cái sổ đực gì đâu. Để ngồi về thử căng cái sổ đực đó nhiều, thấy cái sổ đực đó chắc có vô lội hay là do thấy con rút bằng lưới hơi chặt quá mà. Về thử căng thử bao nhiêu. Cũng khá lâu mới thấy được cái sủ đực kia được vậy á. Ừ được tắc ba hả? Vậy sao? Đầu nãy mới tắc tư hả? Trời ơi lưới ổng gì tắc ba tư gì cũng nói với nhau tùm lum chân trời. Tay kia hãy cũng tắc ba rồi tắc tư rồi tay này cũng tắc ba tắc tư nữa. Ừ. Đá gì thế nhiều rồi.
lên đá thì hết lứ bạn ơi. Ăn ngủ chót hai cái sủ này hỏi gì nữa, nhất là cái sủ đực á. Cảm xúc còn gì bằng thiệt, khi gần hết lưới dính được cái sủ đực nữa. Nãy giờ mấy anh em mình kéo cũng 500 mét lưới chờ đợi mỏi mòn luôn không thấy chân. Lên đá động mới dính được cái sủ đó. Bởi vì mấy cô chú mới bây giờ làm cái nghề lưới neo, mấy anh em mình đánh bắt rồi. Cá mắm nó thắt thường nó mới mỗi lần dính được cá sủ mình có chất lượng, cảm xúc nó khó diễn tả lắm, mừng dữ lắm mừng. Không từ ngữ nào diễn tả nổi. Mới mình văng lưới neo này đôi khi á, là mấy cô chú thấy cá dính ít này nọ chứ thật sự cái chất lượng nó đem lại, nếu mà dính với cá sủ bự á, cái chất lượng nó đem lại rất là cao. Còn khi nhiều khi mình văng lưới bao bè này nọ các kiểu cá mà mấy cô chú thấy dính một đống gì không, thật ra nó không có giá trị nhiều chứ. Mình văng lưới neo này số lượng nó thì nó không có, nhưng mà chủ yếu mình bắt cái chất lượng. Giờ là công việc rất là quen thuộc á. Chuẩn bị sắp xếp bắt đầu dọt về, bo cua móc đầu giật bánh lái về. Nay mừng quá bạn ơi. Thôi cũng cúi lưới rồi, sao mà cậu thương tình cho được cái sủ đực công nhận mừng thiệt chứ. Cái sủ đực có thường là giá trị gấp 3 lần cái sủ cái mà. Mà mấy con bự bự vô lộ nha, khoảng 2 kg ăn lên nha, là gấp 4-5 lần cái sủ cái á. Mình nói một câu đơn giản để mấy cô chú dễ hiểu, tại cá nó nhiều giá lắm. Cái sủ đực nó 3 giá, rồi sủ cái nó 3 giá. Mình thì chỉ thí dụ thôi nha. Ví dụ như thời buổi hiện tại giờ nè, như bữa nay nè, thì tất nhiên giá cá nó lên xuống thất thường lắm. Bữa nay khác, mai khác. Như thí dụ mình tính từ thời điểm bây giờ đi, như con cái sủ cái đi, là khoảng đâu 8 kg, 10 kg. Thì thường ở giá bây giờ là khoảng nằm mà bò rơi vào 200, 201, 220 ngàn 1 kg. Nhưng mà con cá sấu đực bự nha, khoảng như là 2,7 kg rồi ha, 3 kg mấy phải không, là nó nằm ở triệu 6, triệu 7, triệu 8 gì đó 1 kg á. Đó cái giá vậy trên lệch thấy ghê hồn không. Còn cái sổ này khoảng 1 kg mấy thì nằm cất xuống khoảng 1,1 triệu hay là 800 ngàn 700 ngàn ký gì đó, chỉ phân ra một là 1, 2, 3 gì đó. Bởi vậy khi mấy anh em mình dính được cái sổ đực mấy anh em mình mừng dữ lắm là vậy thôi. Bởi hồi nãy nói rồi, sức chặn lỗi với thăm cười tươi như qua thế nào, bữa nay có điểm gì đó điểm lành rồi mà. Bữa nay thì đại ca đọc mình với lỗi với thăm cuốn lưới nó hơi khó khăn xíu, do sóng gió quá trời. Ở ngày thì có lỗi với thăm nó đứng nó cuốn chì phụ mà, thì có anh lọc cuốn gì không cuốn cái lưới nó đỡ hơn chút. Còn bữa nay sóng gió quá đó, lỗi với thăm nó ngồi mà, bởi vậy cái điện lực đa số là đại ca đọc. Ta đợi nó quò sóc lắm chứ bộ. Không ngờ thì cứu ta lớn. Chờ đợi mỏi mòn siêu khó mới hốt được cái sụn đực. Bây giờ ha, giờ ha. Tôi tưởng đâu xong rồi chứ. Tưởng đâu nay là hốt được mớ đó thôi, ai ngờ đâu tán lên ngôi sụn đực giá trị cao. Thằng thủ câu cá. Trời ơi, không có chết nó câu dính cái gì mà câu nó lạnh vậy, dính vậy nó bè gì kìa. Bên kia sửa camera tùm lum, dạo này mưa gió mấy camera với bè nó bị mát tùm lum tùm la chứ. Do cái gì, điện dây camera mình đâu có căng thẳng nữa, dàn bè nhiều lúc nó ra, rồi lúc dàn bè nó lên giạt ra giạt vô, cái dây điện căng lại rồi nó dùng ra tùm lum tùm la. Hùng cái xe hồng cái chép nữa câu dính cái xấu gì rồi. Một cụ chị ra đi không trở lại chắc là. Biết ngay mà một cụ chị đã ra đi không quay trở lại, tái mày bệnh là tao nghi rồi. Đừng lại câu trong đây lên thêm cái kìa, dính cái sủ hoài bạn. Cái sủ bây giờ con này nó dạng tới hôm nay không. Bên kia củ con cũng câu nữa kìa, câu cá sủ, câu cặp lóng. Chào á kìa. Hên hốt cuối hốt được con đực á. Nè con đực cái đồng đấy. Gần hết lưới mới dính được nó đó. Còn cái kia kìa, ba sa cá sủ mini quách trời quá đất. Gì nơ à, thử rồi thăm, có con này thử rồi. Con này chất lượng cao nhất nè bạn ơi.
gần cuối hố được nó đó. Nhiều không? Ủa gần 2 kg con lóc, ký 9. Nữa nè. 1 ký 9 nè ông ơi. Bữa nãy anh thấy rút hơi. Bữa nãy anh thấy anh rút hơi chặt nè. Có lấy rồi. 1 ký 9 bộ tiền rồi. Ý à, vậy con lóc nãy đón ký 4. Thấy rút hơi chặt mặt lưới mà. Đó, trời trả giá hả? Nó không trời trả giá với ông luôn thiệt chứ. Ừ, bà đê. Cái sủ này gần 2 kg bạn ơi, vô rồi. Nó mới cái sủ mini nè, khoảng nửa ký lô. 5 con. Tính luôn cái sủ bự đó là 6 con. 6 cái sủ. Còn bà đê. Còn bà sa. Còn bà sa nữa. Vàng ống ánh. Đâu có đòi hỏi gì đâu. Đâu đòi hỏi đâu, con này thôi, không cần hỏi gì hết. Đâu đòi hỏi gì đâu. Đồ đậm ơi. À, khề khề cho bà cậu thương tình cho được con thiệt chứ, đáng đồng tiền bắt gạo mà. Con này con ba sa nè, ba sa này ấy cũng bự lắm à. Cũng đông răng ký 7, ký 8 gì vậy. Chà bá lửa, vàng cũng vàng vàng ha. Nước này nó ba sa nó ngường chứ. Thường ba sa nó trắng mà, con này sao nó hơi ngà ngà vàng. Chuyển nước màu nó cái da nó cũng đổi theo luôn. Này quá ngon lành đây ca lập á. Ốc con đực hơi mà bộ mà. Mới con lưới cầm về còn kéo câu nữa đó. Và sẵn đây mình cũng xin kết thúc clip ha. Chúc cả nhà xem clip 3 vui vẻ nha. Hẹn các bạn clip sau. Hôm nay mấy đầu anh em mình cũng lưới tưởng đâu bể đầu bạn, ai ngờ sao tự cuối cũng vô vớt đi lịa mấy chúng vô lạch cá sủ đó, thêm cuối lưới hốt thêm cũng sủ cái nữa chứ. Đực nè. Sủ đực ở hốt mình có sủ đực nữa chứ. Cái gì sao chịu cho thủng được đây. Chào bạn nha, hẹn bạn clip sau nha. Cũng hên bữa nay không dính mưa, thấy chỉ mưa đen kịnh chân. Nay ngon lành cạnh tranh bạn ơi, hay không bằng hên thiệt chứ.